Chào các bạn đến với kênh của Tony Vlog. Các bạn thân mến, thì trong cuộc sống, người phụ nữ nào cũng mình có một tình yêu đẹp, một gia đình ấm êm, đầm ấm và hạnh phúc. Song song bên cạnh đó, nếu người phụ nữ không đủ thông minh để chiếm được và chiếm giữ trái tim của người mình yêu thương, thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về 8 cách phụ nữ thông minh chỉ biết. 8 cách này có thể khiến người đàn ông một lòng một dạ bên bạn suốt đời. Mời các bạn theo dõi và lắng nghe 8 cách chia sẻ trên nhé. Bắt đầu. Sau đây là 8 cách phụ nữ khôn ngoan dùng để chiếm giữ trái tim đàn ông. 1. Biết cách đối xử nhân thế. Đàn bà khôn ngoan đừng quên học cách đối xử nhân thế. Người tốt với mình phải tốt lại gấp đôi. Người không tốt với mình, tuyệt đối đừng hãm hại hay tìm cách trả thù, rồi họ sẽ gánh chịu nghiệp báo cho những hành động đó. Bản thân bạn cứ sống lương thiện, ắt sẽ có phúc báo. 2. Biết cho đàn ông không gian riêng. Phụ nữ khôn ngoan đừng bắt chồng phải làm theo ý mình, hoặc đừng ép phải ở bên nhau 24/24 để tình cảm ngày càng gắn bó hơn, có thể hôn nhân bền vững hơn. 3. Trở thành một người tốt. Phụ nữ được sinh ra như những đóa hoa tươi đẹp, tỏa ngát hương thơm, làm đẹp cho đời. Chính vì thế hãy sống với một trái tim lương thiện và trong sáng nhất. Khi bạn là một người tốt, biết cách chăm sóc, quan tâm đến người khác, chắc chắn đàn ông sẽ đổ gục dưới chân bạn. 4. Chả ai muốn mình bị cắm sừng và đàn ông cũng vậy. Vì vậy, hãy chân thành của phụ nữ sẽ điều khiển được trái tim của người đàn ông. 5. Không cố gắng giữ anh ấy. Đàn ông không thích bị cảm giác quản thúc. Vì vậy phụ nữ cứ để chồng có không gian riêng. Bạn đừng nhọc thời gian níu kéo làm gì cho mệt mỏi. Khi không còn cảm nhận được sự quan tâm của bạn, anh ấy sẽ quay về và tự giữ cuộc hôn nhân của mình ngay thôi. 6. Cười nhiều. Cười không chỉ giúp cho tinh thần thoải mái mà còn giữ được nét trẻ trung, yêu đời. Do đó hãy gạt bỏ những chuyện buồn, hãy chọn cho mình những điều vui vẻ nhất. 7. Biết cách làm trong chuyện ấy. Nam giới luôn muốn bạn chủ động trong cuộc yêu được thăng hoa hơn, thế nên phụ nữ trên giường sẽ khiến đàn ông yêu suốt đời, không muốn rời xa. 8. Biết làm nũng nịu khi cần. Là phụ nữ khôn ngoan thì đừng cứng nhắc trong cuộc hôn nhân. Thay vào đó hãy biết làm nũng nịu, đòi hỏi chồng khi cần. Để anh ấy thấy được sự đáng yêu của bạn. Đôi khi tỏ ra bản thân yếu đuối cũng là vũ khí lợi hại, khiến đàn ông chết lúc nào không hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.